tại mình đang là sinh viên, chuyên ngành của mình là kỹ thuật môi trường ạ. À, kỹ thuật của mình là sinh viên, chuyên ngành của mình là ngôn ngữ Nhật, lớp 19 CNT 02 ở trường Hoàng Thành Đức Đà Nẵng. Về vấn đề rác thải xung quanh khu vực mình ở cũng khá là tốt ạ. Về cái việc xử lý rác thải ở khu vực của mình đó, thì mọi người còn khá là vô ý thức. Có cái cô để rác để mà cho xe tải rác tới lấy, nhưng mà vẫn còn người để xung quanh hay là để bọc ra để lục tung mà không có tập trung lại. Còn đa số những cái khu cách thì mình thấy là bằng cách tự cụ là người ta để rác vẫn là ok. Đối với những thành viên xã hội môi trường.